Chào các chị nhá, chào Trúc Bạch ạ. Chào tất cả các chị nhá, mời các chị vào livestream để nhận quà nhá. Chào tất cả các chị ạ, chào Nguyễn Việt Hà nhá. Nào các chị ơi vào live nào. Chào Ami Kenny nhá. Xin chào các chị nhá và chúc các chị có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhá. Hôm nay đã là thứ bảy rồi. Chào con gái nhà nghèo ạ, chào tất cả các chị nhá. Tiêu 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 un lạ lạ này như là chưa thấy vào livestream bao giờ. Chào các chị nha, vâng, nói chung em cũng bận nhiều việc nên là live cũng hơi muộn các chị ạ, không live sớm được. Chào Trình Thị Minh Thúy nhá, chào tất cả mọi người nhá. Ok Mỹ Phạm nhá, chào Trần Thanh Hoa. Chào tất cả các chị nhé, nào và các chị ơi vào like nào, vào like chia sẻ like nhiệt tình cho em nào. Nào các chị hôm nay muốn chơi gì đấy ạ? Hôm nay muốn chơi đuổi mất chữ hay là chơi hôm nay em sẽ thay đổi chơi cách chơi một chút là chơi chửi comment đi, chơi chửi comment nhé mọi người nhé. Nào mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Cảm ơn Như Quỳnh nhé. Như Quỳnh ngày nào vào xem livestream thì là không cần phải nói thể lệ cũng đã biết là thể lệ là phải chia sẻ 5 lần rồi. Và rất là cảm ơn mọi người nhé. Ai chia sẻ rồi thì comment cho em đã chia sẻ nhé. Nào các chị ơi vào like đi nào, vào like chia sẻ like nhiệt tình cho em nào. Đông đông người một chút thì bắt đầu quẩy mi game các chị nhé. Đối với chị em mình chơi nào. Hôm nay sẽ chơi chuột comment đi mọi người nhá. Hôm nay sẽ chơi chuột comment nào và mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhá, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Nào muốn quà, muốn nhận quà to thì phải mốc người phải cao nhá các chị yêu nhá. Muốn nhận quà to là phải chia sẻ cho em mốc người cao nào, và 100 người các chị yêu nhá, lên cho em 100 người nào. Vào like đi các chị ơi, vào hết like đi cho em ạ. Vào like và những chị vào like thì chia sẻ like luôn cho em nhé. Chia sẻ chế độ công khai và chia sẻ 5 lần giúp em nhé các chị yêu nhé. Chia sẻ 5 lần này và chia sẻ giúp em vào 3 đến 5 hội nhóm nhé mọi người nhé. Ấn nút theo dõi và kết bạn với Nick Thư Dương nhé. Nào chào tất cả các chị nhé. Nào các chị ơi vào like nào, vào like chia sẻ nhiệt tình để mốc view lên cao để bắt đầu chơi mi game các chị yêu nhé. Nào lên mốc 100 người em tặng cho các chị một chà neo đính kim cương các chị yêu nhá. Chơi hôm nay chơi trượt comment đi mọi người nhá. Hôm nay chơi trượt comment đi. Nào vào like thôi các chị ơi, vào like nào, vào like để nhận quà nào các chị ơi. Vào like nhá. Hôm nay chơi trượt comment các chị yêu nhá và em trượt chúng chị nào thì chị đó được nhận quà nhá. Cảm ơn chị Châu Liên nhé, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Nào các chị ơi vào like nào, vào like chia sẻ nhiệt tình cho em nào, chia sẻ nhiệt tình nhé. Lên cho em mốc 100 người các chị yêu nhá, lên cho em mốc 100 người ạ. Ai thích ba lô ở mốc này thì em sẽ tặng một ba lô này, một ba lô mini các chị yêu nhá, một ba lô mini này và một túi đính kim cương các chị yêu nhá, túi đính kim cương này cực kỳ là đẹp luôn ạ, trà neo silicone các chị yêu nhá, trà neo silicone ạ. Hôm nay chơi trượt comment mọi người ạ, hôm nay chơi trượt comment nhá. Nào đẩy view lên cho em nào, chơi đẩy view nhiệt tình lên cho em nào. Quà đẹp thì mốc người xem cũng phải cao nhá các chị nhá. Andy Candy được rồi, để mai đi livestream mai nhá. Em sẽ chuẩn bị phiếu các chị yêu nhá. Em sẽ chuẩn bị phiếu này và em ghi tên mọi người vào nhá. Ghi tên vào để cho những chị mà chưa trúng bao giờ thì có cơ hội may mắn các chị yêu nhá. Em sẽ ghi tên, ví dụ như là em ghi phiếu của chị Châu Liên, chị Như Quỳnh hoặc là các chị nào đó. Em để vào thùng nhá và để bốc, em sẽ bốc một người may mắn. Để cho những người nào mà chưa được nhận quà thì người đó sẽ có cơ hội được nhận quà nhá các chị yêu nhá. Nào chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các chị ơi. Lên mốc 100 người các chị yêu nhá. Lên mốc 100 người này tặng một em trà neo silicone đính kim cương các chị yêu nhá. Silicone đính kim cương này cực kỳ đẹp luôn mọi người nhá. Tặng hàng Quảng Châu các chị yêu nhá. Toàn là hàng Quảng Châu đây ạ. Silicone Quảng Châu nhá. Và ba lô này là cũng là hàng Quảng Châu các chị yêu nhá. Nào chia sẻ nhiệt tình lên mốc đi cho em nào các chị ơi.
lên mốc nào, lên mốc để chơi nhá các chị yêu nhá, lên mốc để chơi mini game nhá. Nào lên mốc cho em nào các chị ơi, đi đâu hết rồi? Đi đâu hết rồi đây này. Nào lên mốc cho em nào, lên mốc để bắt đầu chơi game 1 nhá mọi người nhá, bắt đầu chơi game 1 này. Nào quà của các chị nhá, quà của các chị đây ạ, chỉ tặng không bán nhá các chị yêu nhá. Tặng thôi ạ. Nào các chị ơi, lên nào, lên cho em mốc 100 người các chị yêu nhá. Quà đẹp là mốc người cũng phải cao các chị yêu nhá. Mốc người à, quà đẹp mốc người cũng phải cao này, và tương tác lên 200 người các chị yêu nhá. Tương tác lên hơn 200 view thì em sẽ tặng cho mọi người một điều ngọc các chị yêu nhá, điều ngọc này. Cực kỳ đẹp luôn nhá mọi người nhá, hàng super các chị yêu nhá, hàng super này. Các chị xem livestream nha. À, thì cũng biết là cái điều ngọc này giá cực kỳ cao các chị yêu nhá. Giá cực kỳ cao là, nhưng mà hôm nay các chị quẩy nhiệt tình lên cho em mà đạt view hơn 200 view là em cũng tặng luôn cho các chị yêu luôn nhá, tặng luôn cho các chị ạ. Nào các chị ơi, có lên được 100 view không nào? Có lên được 100 view để em bắt đầu chơi game 1 các chị yêu nhá. Lên chơi game 1 nào, tặng một ba lô hoặc là một chà nail silicone nhá. Một chà nail silicone này. Nào các chị ơi, quẩy nhiệt tình đi nào, quẩy nhiệt tình nào, nhà to tí nhá. Chào tất cả các chị nhá. Nào các chị ơi, lên nào, lên nào, lên nào, chia sẻ nhiệt tình để cho view lên nào. Và mọi người nhớ là mọi người nhớ là vào mini game chia sẻ công khai giúp em 5 lần các chị nhá, chia sẻ công khai giúp em 5 lần nào. Và chia sẻ giúp em từ 3 đến 5 lần vào trong các hội nhóm nhá. Chia sẻ từ 3 đến 5 lần vào trong hội nhóm này và mời bạn bè vào qua livestream để được nhận quà các chị yêu nhá. Nào, lên mốc cho em nào các chị ơi, lên mốc nào. Lên mốc nào các chị ơi, quà đây ạ, à, quà đây ạ, à, quà, quà nhá, quà nhá. Quà nhá các chị ơi, quà này thể lệ cực kỳ đơn giản thôi, chỉ cần chia sẻ thôi các chị yêu nhá. Chỉ cần chia sẻ là nhiệt tình hết mình là được nhận quà các chị yêu nhá. Nào, nào, lên nào, lên nào. Vào xem anh cái chim để được nhận quà chứ. Nào, các chị chia sẻ và mời bạn bè vào qua livestream các chị yêu nhá. Chia sẻ và mời bạn bè vào qua livestream để được nhận quà nào. Hôm nay đây, hôm nay mình sẽ chơi trượt comment nhá. Hôm nay sẽ chơi trượt comment ạ. À, cảm ơn tất cả các chị đã chia sẻ nhá. Nào các chị ơi, tương tác lên hơn 200 view các chị yêu nhá. Hơn 200 view này sẽ được nhận một điều ngọc các chị yêu nhá. Điều ngọc này quà thật các chị yêu nhá, quà là quà thật ạ. Các chị nào trúng là cứ ở nhà chờ quà thôi nhá, không phải lo một điều gì cả nhá. Nào lên cho em đi nào, lên cho em đi nào các chị ơi, lên mốc đầu tiên 100 view các chị yêu nhá. Mốc đầu tiên tương tác lên cho em 100 view nào. 100 view nhá các chị yêu nhá, 100 view này. Hôm qua còn lên được hơn 100 view cơ mà hôm qua em livestream cực kỳ là muộn luôn. Hôm qua em livestream phải gần 2 giờ mới like, gần 2 giờ mới like mà hôm qua là ngày thứ 6 mà hôm nay là ngày thứ 7, ngày cuối tuần mà không đẩy được view lên cao thì thật ra là đáng tiếc các chị ơi, rất là đáng tiếc luôn ạ. Chơi trượt con mừng nhá các chị yêu nhá, chơi trượt con mừng ạ. Và gần đủ view thì em thì mọi người comment cho em là quà miễn phí kèm số điện thoại nhá, quà miễn phí kèm số điện thoại và em sẽ trượt vào, em sẽ trượt con mừng và em sẽ ghi một chị bất kỳ nhá, ghi một chị bất kỳ và chị nào được em ghi thì là người đó làm đầy đủ các bước chia sẻ và chia sẻ lên tường và chia sẻ lên hội nhóm và kết bạn và theo dõi nick Thư Dương thì em sẽ trao quà cho chị đó nhá các chị yêu nhá. Còn mình may ra còn hy vọng. Và like sau các chị yêu nhá, like sau này em sẽ chuẩn bị phiếu nhá. Like sau thì em sẽ chuẩn bị phiếu này, em sẽ cắt phiếu ra và em ghi tên các chị vào nhá. Em ghi, sẽ ghi tên các chị này và em cũng thật sự là em cũng rất là muốn các chị nào mà chưa bao giờ được nhận quà, em cũng rất là muốn các chị sẽ được nhận quà các chị yêu nhá. Thật sự là trong thâm tâm em cũng rất là muốn như vậy các chị ạ. Các chị nào mà chưa được nhận quà em cũng thực sự em rất là muốn các chị được nhận quà nhá các chị yêu nhá. Nào chia sẻ nhiệt tình hết mình lên cho em nào, các chị chia sẻ có được lên, có lên được 100 view không nào, lên được 100 view em sẽ tặng một chà nail đính kim cương các chị yêu nhá, một chà nail đính kim cương này. Rồi nhá, chơi trượt comment các chị yêu nhá, chơi trượt comment nào và view sau và livestream sau thì em sẽ chuẩn bị phiếu nhá, chuẩn bị phiếu và ghi tên của mọi người vào nhá. Chơi số điện thoại cũng không xanh chín cho lắm mọi người nhá, không xanh chín cho lắm và em và tên thì cũng chỉ có một thôi chứ không thể nào mà có nhiều tên được thì
Em sẽ bóc phiếu ghi tên mọi người vào nhá, các chị yêu nhá. Mong chúng. Nào các chị ơi, muốn nhận quà thì phải chia sẻ nhiệt tình hết mình cho em nhá. Chia sẻ nhiệt tình hết mình cho em nào. Nào bóc đầu tiên nhá, một ba lô này, ba lô mini các chị yêu nhá. Chị nào thích ba lô thì em sẽ tặng ba lô này. Thích ba lô tặng ba lô nhá. Và thích trà neo thì em sẽ tặng trà neo các chị nhá. Trà neo silicone này cực kỳ là đẹp luôn các chị yêu nhá. Này vừa khoác được hai kiểu nhá mọi người nhá, khoác được hai kiểu này. Vừa đeo vai vừa đeo chéo nhá, vừa đeo vai vừa đeo chéo ạ. Nào lên cho em 100 view đi các chị ơi, lên cho em 100 view đi ạ. View đang lên đấy mọi người ạ, view đang lên đấy ạ. Mọi người muốn săn quà thì mọi người nhớ là phải bỏ thời gian và công sức của mình ra nhá. Nhớ là bỏ thời gian và công sức này, và trong cuộc sống này không có cái gì là dễ dàng cả mọi người nhá. Và cái gì khó thì càng chúng ta càng phải chinh phục nó nhá mọi người nhá. Khó càng phải chinh phục nó ạ. Nào, thích túi tặng túi, thích ba lô tặng ba lô, thích gì tặng đấy mọi người nhá. Và tính em rất là dễ luôn các chị ạ. Rất là dễ luôn ạ. Nào, và mọi người comment cho em quà miễn phí kèm số điện thoại tụi em nhé. Quà miễn phí kèm số điện thoại, và em sẽ trượt vào một chị bất kỳ. Em sẽ trượt comment và em sẽ ghi một chị bất kỳ nhé các chị yêu nhé. Ghi vào một chị bất kỳ và em ghi chúng chị nào thì chị đó inbox nhận quà nhé các chị yêu nhé. Inbox nhận quà. Nào lên cho em đi nào, lên cho em 100 view nào các chị ơi. Lên cho em 100 view đi ạ. Hôm nay Hà móc cho mọi người đẹp, hôm qua một Hà 120 view mà đi đẹp mãi không lên nổi. Mà lại để em phải đổi quà rất là đáng tiếc luôn ạ. Nào quà miễn phí kèm số điện thoại cho em nào. Quà miễn phí kèm số điện thoại nào để bắt đầu trượt comment mọi người nhá. Trượt comment và chúng chị nào thì chị đó được nhận quà nhá. Quà miễn phí kèm số điện thoại nào các chị ơi. Quà miễn phí nhá. Quà miễn phí ạ. Quà là quà miễn phí ạ. Nào hơn 200 view các chị ơi nhá. Quà của 200, hơn 200 view này. Một em video súp các chị ơi nhá. Một em video súp đây ạ. Hàng ngọc nhá mọi người nhá, hàng đính ngọc này cực kỳ chắc chắn luôn, cực kỳ chắc chắn, không lo vong chóc nhá. Chào chị Nguyễn Thị Tươi nhá. Nào, lên cho em 100 view đi các chị ơi, lên trên cho em 100 view đi ạ. Và mọi người nhớ là chia sẻ xong thì ở lại trong livestream nhá. Chia sẻ xong ở lại trong livestream để chơi mini game nhận quà miễn phí ở bên shop em các chị yêu nhá. Nhận quà miễn phí ở bên shop em ạ. Nào, quà miễn phí kèm số điện thoại các chị yêu nhá. Quà miễn phí kèm số điện thoại ạ. Nào lên cho em đi nào các chị ơi, lên đi nào, lên đi nào. Mốc đang rất là cao rồi, mọi người đừng thoát ra để view tụt, cảm thấy rất là buồn chán luôn ạ. Nào, quà miễn phí kèm số điện thoại các chị nhá. Quà miễn phí kèm số điện thoại nào, ba lô nha mọi người nhá. Ai thích ba lô tặng ba lô, mà ai trà neo silicone em sẽ tặng trà neo silicone mọi người nhá. Đọc. Mốc một giá trị cũng được, quà giá trị cũng rất là cao các chị yêu nhá. Quà giá trị cũng rất là cao ạ. Quà trị giá 200.000 các chị yêu nhá, quà trị giá 200.000 ạ. Và mọi người chia sẻ nhiệt tình hết mình cho em để chơi nhá mọi người nhá, chơi nào. Quà hot thì mốc người cũng phải cao chị yêu nhá. Nào lên cho em đi nào, 70 mấy rồi đấy ạ. 70 mấy người rồi đấy ạ. Nào chia sẻ lên cho em 100 người chơi game 1 nhá mọi người nhá. Và mọi người chơi xong cứ ở lại trong livestream của em. Càng mốc người lên cao thì em lại càng chơi nhiều game các chị yêu nhá. Càng bốc người lên cao em càng chơi nhiều game các chị ạ. Không phải là em chơi một game xong là em thôi em không chơi đâu, mà em thấy livestream nào cũng phải cứ một game là các chị đã lại chạy đi mất rồi. Cảm ơn Thu Trần nhá. Thu Trần đây là Thu Trần ạ. Nào các chị ơi, lên cho em đi nào, lên cho em 100 người các chị nhá. Lên cho em 100 người nào, 100 người nhận em trà neo silicone nhá. Quà miễn phí mọi người chỉ có mất ship thôi các chị ơi nhá. Chỉ mất ship thôi ạ. Em miễn phí quà không miễn phí ship các chị yêu nhá. Giải câu đố đi em. Nào mọi người thích trượt comment hay là đuổi hình bắt chữ. Hôm nay một là trượt comment, hai là đuổi hình bắt chữ. Và mai livestream mai thì em sẽ chuẩn bị phiếu. Em sẽ chuẩn bị phiếu và ghi tên mọi người vào nhá. Em sẽ ghi tên mọi người vào và bốc như thế để cho những chị nào mà chưa trúng quà bao giờ thì có cơ hội may mắn trúng quà nhá các chị yêu nhá. Nào, lên cho em 100 người nào các chị ơi, lên cho em 100 người đi ạ. Lên cho em 100 người nhá các chị yêu nhá. Nào, quà miễn phí kèm số điện thoại nhá. Quà miễn phí kèm số điện thoại ạ. Nào các chị ơi, lên cho em 100 người nhá. 100 người bắt đầu chơi game 1 các chị yêu nhá. 100 người bắt đầu chơi game 1 này. Toàn quà đẹp nha mọi người ạ, toàn quà đẹp quá hot ạ. Quá đẹp quá hot đấy mọi người ơi, hàng súp sùm sụp đây, súp sùm sụp nhá.
Nào lên cho em nào mọi người ơi, lên nào, lên để bắt đầu chơi mini game nhá. Lên để bắt đầu chơi game 1 nào các chị ơi, lên để bắt đầu chơi game 1 nào. Nào, chơi trượt common. Chơi trượt common và mốc đầu tiên chơi trượt common mọi người nhá, không thay đổi nữa. Mốc đầu tiên là chơi trượt common ạ. Nào, chơi trượt common nào các chị ơi, lên cho em 100 view nào các chị ơi, lên cho em 100 view ạ. Nào, lên cho em 100 view nào các chị ơi, lên cho em 100 view nào, mọi người nhớ lên lên view và giữ view giúp em nhé. Lên view và giữ view này. Bà Tươi nói gì đấy? Bà đã nhìn thấy comment của bà Tươi đấy. Nào, các chị ơi lên nào, có lên được không nào, có lên được có nhận quà không nào, muốn quẩy với mọi người, mà có mọi người có không muốn quẩy thế này, mà không muốn nhận quà thế này, các chị ơi lên cho em 100 người nào, lên cho em 100 người nhá. Lên mốc và dư mốc cho em nào, lên mốc và dư mốc nhá, mọi người đừng thoát ra nhá. Thoát ra rất là mất thời gian luôn các chị ơi. Nào quà miễn phí kèm số điện thoại, nào quà miễn phí kèm số điện thoại. Và em không biết là bây giờ chia sẻ nhiều lên nhóm là sẽ bị chặn đấy, nhưng mà nói chung là em cũng không yêu cầu mọi người là chia sẻ lên nhóm thì nhiều, 5 đến 3 lần có khi mọi người chia sẻ nói như thế thôi, nhưng mà nhiều người em thấy chúng mini game còn chả chia sẻ nhóm cho em ý. Nào lên cho em 100 view các chị ơi, lên cho em 100 view đi nào. Có 6 mấy người đây này, mọi người ơi, cố gắng lên nào. 60 mấy chị chia sẻ livestream cho em nào, 60 mấy chị chia sẻ livestream và mời bạn bè vào xem livestream để được nhận quà nào, xem livestream để được nhận quà nào, quà miễn phí nhá mọi người nhá. Và rất là nhiều người đã được nhận quà bên shop em rồi nhá, rất là nhiều người đã được nhận quà bên shop em rồi các chị yêu ạ. Và nói tặng là tặng nhá mọi người nhá, nói tặng là tặng nhá. Việt Nam nói được làm được các chị yêu nhá, và em nói được là em làm được các chị yêu nhá, nói được làm được ạ. Nào lên 100 view nào các chị ơi, lên cho em 100 view nào. Hôm nay view lên rất là chậm luôn ạ, lên rất là chậm luôn ạ. Nào lên 100 view nào các chị ơi, lên 100 view nào, cố gắng lên nào các chị ơi, cố gắng lên nào. Nào lên 100 view nào các chị ơi, lên 100 view để em bắt đầu chơi game 1 các chị nhá. Lên 100 view nào. Ngày nào cũng livestream mọi người ạ, ngày nào cũng livestream và ngày nào cũng có rất là nhiều chị tương tác, nhưng mà view lên cực kỳ là kém luôn các chị ạ. Cực kỳ là kém luôn ạ. À, cảm ơn Thu Trần nhá. Và mọi người nhớ là vào coi livestream thì nhớ là phải chia sẻ công khai cho em 5 lần nhá. Chia sẻ để ở chế độ công khai và ấn theo dõi và kết bạn với nick Thư Dương các chị yêu nhá. Quà miễn phí kèm số điện thoại nào các chị ơi, quà miễn phí kèm số điện thoại nào. Quà cực kỳ là đẹp luôn. Đang chờ các chị Dinh về đấy ạ, đang chờ các chị Dinh về đấy ạ. Nào đủ mốc một cái là em chơi luôn các chị yêu nhá, đủ mốc một cái là em chơi luôn này, chơi comment này và chơi chúng chị nào thì chị đó inbox nhận quà nhá các chị yêu nhá. Nào lên cho em đi nào các chị ơi, lên cho em đi nào. Mọi người có muốn chơi game không nào, có muốn chơi game thì phải chia sẻ đủ mốc cho em thì mới có thể chơi các chị yêu nhá. Nào quà nào các chị ơi, quà nào. Quà miễn phí kèm số điện thoại nào các chị ơi, quà miễn phí kèm số điện thoại nào. Rồi ôi quà đẹp hơn. Người thì lại thích người thế này. Quẩy thế nào bảo em quẩy. Nào ơi lên đi nào, lên đi nào, lên cho em đi nào. Nào lên cho em đi nào, các chị ơi lên cho em 100 view nào, lên cho em 100 view. Tặng quà nha mọi người nhớ, tặng quà miễn phí này. Mọi người chia sẻ livestream xong ở lại trong livestream cho em nào. Chia sẻ livestream xong và ở lại trong livestream giúp em nhé. Chia sẻ like và ở lại trong livestream để chơi mini game các chị yêu nhé. Nào quà nào ba lô hoặc là một tràng heo chưa có.
tinh thì quá là tiếc luôn đấy các chị, và quá là đáng tiếc luôn đấy ạ. Đúng rồi mọi người, em livestream cực kỳ là nhiều luôn, không phải là ngày nghỉ ngày live mà view không hiểu làm sao mà lên 100 view cực kỳ là khó luôn mọi người, cực kỳ là khó luôn. Và quà thì lúc nào cũng tặng cho mọi người là quà thật thì các chị nhé. Rất là nhiều chị được tặng quà rồi nhá, không ăn quỵt quà của bất kỳ ai cả và không nợ mini game của bất kỳ mà ai cả các chị ơi nhá. Nào chia sẻ cho em lên 100 người nào các chị ơi, 100 người nhá các chị nhá, 100 người bắt đầu chơi mini game nhá, 100 người nào. Nào quà nào các chị ơi, lên hơn 200 view các chị nhá, lên hơn 200 view này. Một em đi ổ ngọc đang chờ các chị Dinh về đấy ạ. Đang chờ các chị Dinh về nhá các chị nhá. Nhạc bốc như thế này mà còn không lên được đây này. Nào, có lên được không nào các chị ơi, có lên được không nào? Chia sẻ thì nhiệt tình, nhìn hết mình nhiệt tình cho em nào. Nào lên cho em đi nào các chị ơi, nào có muốn chơi game không nào, có muốn chơi game, chờ muốn chơi game. Quà hot thì mốc người cũng phải cao cao một chút mọi người nhá. Quà hot thì mọi người mốc người cũng phải cao cao một chút mọi người ạ. Nào có lên được không nào, có lên được không để em bắt đầu em chơi mini game 1 nào các chị ơi. Quà miễn phí kèm số điện thoại mọi người nhá. Tặng quà miễn phí cho mọi người luôn ạ. Tặng quà miễn phí nhá các chị ơi nhá. Quà miễn phí ạ, không bán nhá, chỉ tặng thôi ạ. Không bán các chị ơi nhá, chỉ tặng không bán. Và hôm nay chơi trượt common các chị ơi nhá. Chơi trượt common này. Nào có lên được không nào các chị ơi, không lên được là em hủy game các chị ơi nhá, nếu mà không lên được này. Nào cố gắng lên cho em nào, lên để em chơi nhá mọi người nhá, lên để chơi mi game các chị ơi nhá. Đúng rồi mọi người, mọi người cũng không cần thiết là phải comment quà miễn phí kèm số điện thoại. Bao giờ gần đủ mốc các chị ơi nhá, bao giờ gần đủ mốc này comment xem quà miễn phí kèm số điện thoại nhá, để em trượt các chị ơi nhá. Trượt và trượt chúng chị nào thì là chị đó được nhận quà các chị ơi nhá. Và nếu là chị nào chúng mình game chia sẻ vào trong hội nhóm, ba hội nhóm giúp em nhá, và chụp ảnh màn hình inbox cho em nhá để được nhận quà các chị ơi nhá. Nào lên cho em nào các chị ơi, lên nào, lên nào. Ồ hôm nay view lên chán nhỉ, đẹp quá cơ. Nào quà nào các chị ơi, quà này cực kỳ là nhiều quà đẹp luôn, quà cực kỳ là đẹp luôn nhá. View mà lên cao thì em tặng quà bất chấp luôn các chị ạ, tặng quà bất chấp luôn, bất kể cả quà nào cũng dám tặng luôn. Hàng súp, hàng sụp 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 nào cũng tặng luôn nhá. Alo mini này 180k miễn ship chị nhá, 180k và miễn phí ship, và là hàng là hàng Quảng Châu nhá chị nhá. Hàng Quảng Châu à, và ai đặt hàng thì inbox cho em nhá. Ai đặt hàng thì inbox cho em ạ. Nào các chị ơi, có muốn chơi game hôm nào rồi view không hiểu tại sao mà không thể, hôm nay không thể nào mà lên được. Lên nào, lên để em bắt đầu chơi các chị nhá. Lên đủ mốc thì mới có thể bắt đầu chơi mini game các chị nhá. Lên đủ mốc để em bắt đầu chơi mini game này. Tặng quà cho các chị nhá. Quà cực kỳ là đẹp luôn ạ. Lên thì rất là khó mà tụt thì rất là nhanh mọi người ạ. Nào mọi người, bây giờ em sẽ chơi cho mọi người một mốc khuyến khích các chị ơi nhá. Chơi cho một mốc khuyến khích này. Lên 80 người mọi người nhá, lên 80 người này. Nếu mà không lên 80 người là thôi nhá mọi người nhá. Lên 80 người. Lên 80 người nhá mọi người nhá, lên 80 người nào. Nào các chị ơi, lên 80 người nào. Ba lô 180k miễn ship nhá. Ba lô 180k miễn ship này. Và ai đặt hàng thì chụp ảnh màn hình và inbox cho em nhá. Chụp ảnh màn hình inbox này. Ba lô mini nhá, 180k và miễn phí ship nhá. Nào các chị ơi, lên 180 đi nào. À quay lên 180, à lên 80 đi nào. Để bảo 180 đến 100 còn trả nổi đây này. Nào, lên trên 80 người các chị ơi nhá, lên 80 người nào, tặng cho mọi người một móc chino nhung mọi người nhá, một móc chino nhung này.
lên 80 người cái kiểu nhá, lên 80 người này, một móc kino nhung nhá, thì kìa đẹp luôn nhá. Nào bây giờ lên 80 người trong các chiều nhá, lên 80 người nào một móc chino nhung này, chất liệu vải nhung các chiều nhá, tặng quà, làm quà luôn các chị yêu nhá, làm quà cho các chị yêu luôn ạ. Nào móc chino nhung nào các chị ơi, móc chino nhung nào, móc chino nhung nhá. Mọi người ba lô thì phải lên cho em 100 người mọi người nhá, lên ba lô này. Ba lô thì phải lên 100 người nhá, ba lô thì lên 100 người ạ. Và trà neo silicone cũng lên cho em 100 người nhá. Và móc chino này nếu mà lên cho em được 80 người tặng cho mọi người móc chino nhá. Nào 80 người nào bắt đầu hàm móc cho mọi người ạ. Lúc nào cũng rất là muốn quẩy với mọi người luôn. Chứ nếu mà em đang không muốn quẩy thì em đang giữ nguyên móc hoặc là cho mọi người móc thật cao. Mọi người nhá, lúc nào em cũng thực sự là đầu like, lúc nào cũng muốn quẩy mini game với các chị em một hoặc là hai game cho từng bừng rực rỡ các chiều nhá. Nào lên cho em 80 người nào các chị ơi, lên 80 người nào, có lên được 80 người không ạ? Lên 80 người để bạn em tặng cho mọi người một móc chino mọi người nhá, móc chino này. Hình như là hôm nay hình như là bong bóng mưa hay là ai nhỉ? Bong bóng mưa cũng nhận được một móc chino rồi, nhìn chất liệu vải nhung cũng cực kỳ là đẹp luôn. Ở bên của bên shop nào thì em cũng không để ý. Có phải bong bóng mưa mới nhận được móc chino không ạ? Móc chino của shop nào lại nhìn rất là đẹp, móc chino vải nhung cực kỳ là đẹp, vải nhung bền hơn cả da mọi người nhá, vải nhung còn bền hơn cả da đấy ạ. Nào lên cho em 80 người nào các chị ơi, lên cho em 80 người nào. Gần 60 người rồi, 58 rồi đây này. Quà miễn phí móc 80 người mọi người nhá, quà miễn phí móc 80 người nào. Lên cho em nào các chị ơi, lên nào, lên nào, lên nào, lên nào. Lên 80 người các chị yêu nhá, lên 80 người nào, lên 80 người bắt đầu em chơi móc một các chị yêu nhá, móc chino nhung này nào. Móc chino nhung cực kỳ là đẹp luôn nha mọi người. Như là chia sẻ like xong và ở lại trong livestream giúp em nhá. Chia sẻ like xong ở lại trong livestream giúp em ạ. Mọi người mạng mọi người thấy mạng có ổn đúng không ạ? Mọi người có thấy mạng ổn đúng không ạ? Sợ mạng lại chập chờn rồi, có khi mọi người lại thoát ra khỏi livestream. Nào lên cho em 80 người nào, view bắt đầu đang lên rồi đấy ạ. View bắt đầu đang lên rồi đấy mọi người ơi, view đang lên rồi đấy ạ. Và nếu mà lên mốc 80 mà cứ lên nữa thì em sẽ lại đổi quà các chị yêu nhá. Nếu mà lên 80 mà lên nữa là đổi sang quà này nhá mọi người yêu các chị yêu nhá. Nào. Nào lên cho em đi nào các chị ơi, lên cho em 80 người nào, một móc chino nhung nào, một móc chino nhung nào. Móc chino nhung các chị yêu nhá. Chất liệu bằng vải nhung nhá, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Quà miễn phí các chị yêu nhá, quà miễn phí ạ, các chị chỉ cần mất ship thôi ạ, các chị chỉ mất ship thôi nhá, và ship vào bên lưu điền thu không phải em thu nhá các chị yêu nhá. Nào lên nào, mọi người muốn chơi nhanh phải đẩy view lên nhanh để chơi. Thật sự em cũng không muốn câu giờ lâu la làm gì cho nó mệt mọi người ạ. Nào lên cho em 80 người nào các chị ơi, lên cho em 80 người nhá, lên 80 người em bắt đầu chơi game mốc 1 mọi người nhá. Chưa chơi được game nào mọi người ơi, chưa chơi được game nào, đang đợi view đây ạ, đang đợi view đây ạ. Quà miễn phí các chiếu nha, quà miễn phí này. Và hôm nay em chơi trượt comment mọi người nhá, chơi trượt comment và trượt chúng chị nào thì chị đó chúng mini game nhá. Nào lên cho em đi nào các chị ơi, lên cho em 80 người đi nào, lên cho em 80 người đi nào các chị ơi. Quà cực kỳ là đẹp luôn ạ. Nào mọi người ơi, vào hết livestream cho em đi ạ. Vào hết livestream và mọi người nhớ là chia sẻ xong thì ở lại nhá mọi người nhá. Chia sẻ xong thì ở lại nhá, đừng thoát ra nhá các chị ơi nhá. Đừng thoát ra. Quà rất là nhiều quà đang ở trên tay em, đang chờ các chị Dinh về đấy ạ. Đang chờ các chị Dinh về đấy ạ. Chỉ cần chia sẻ đủ mốc nhá mọi người nhá. Chỉ cần chia sẻ đủ mốc là em bắt đầu em chơi luôn đấy mọi người ạ. Chơi luôn đấy ạ. Nào. Em thật sự em không muốn view càng xuống thấp để em lại phải đổi quà đâu mọi người ạ. Nào sắp lên rồi các chị ơi, sắp lên rồi.
rồi đấy ạ, sắp lên rồi đấy ạ, lên cho em 80 người đó chị ơi, 80 người một móc chino nhung này, một móc chino nhung các chị yêu nhá, thì đẹp, đẹp luôn nhá. Nào có lên được không nào các chị ơi, yêu ơi, mochino mình đang cầm là 140.000 mọi nhá, 140.000 ạ. Nào lên cho em đi nào các chị ơi, lên cao thì em tặng quà, quà giá trị cao rồi nhá, lên cao tặng quà có giá trị cao này, và càng xuống thấp thì lại quà này càng tụt đi mọi người nhá, giá trị này càng tụt đi nhá. Nào lên cho em nào mọi người ơi, có lên được không nào, trời ơi rất là buồn luôn đấy mọi người ạ. Nào có lên được không các chị ơi, có lên được không nào, có lên được không nào, trời ơi nào cũng rất là muốn quẩy mi game với mọi người, nhưng mà mọi người nhiều khi cảm thấy như là không muốn quẩy mi game hay sao á. Đầu like lúc nào cũng muốn quẩy mini game các chị yêu nhá. Đầu like lúc nào cũng muốn quẩy mini game ạ. Nào, các chị yêu có lên được không nào? Nếu mà không lên được thì em sẽ hủy game các chị yêu nhá. Nếu mà không lên được là em bắt buộc em sẽ hủy game đấy ạ. Tại vì mốc view như thế này thì thực sự lượng đơn của em đi cực kỳ là ít luôn mọi người ạ. Nói chung là em bán được hàng thì mọi người mới có quà, nhưng mọi người em bán được nhiều hàng thì mọi người mới có thể có quà để nhận mọi người nhá. Chanel đá 350 miễn ship nhá, chỉnh trang nhá. Nhưng mà trượt chơi trượt nhanh lắm mọi người ạ, chơi trượt cực kỳ là nhanh, trượt trượt một cái là xong game luôn à, nên là chơi rất là nhanh, nên là view cũng không thể nào mà kéo lên được mọi người nhá. Nào có lên view được không nào mọi người ơi, có lên view được không nào. Rồi ok các chị yêu nhá, rồi ok à, nếu mà view mà không lên được thì em sẽ bán hàng các chị yêu nhá, em sẽ bán hàng các chị yêu nhá, và cứ lúc nào mà game view cao thì em sẽ chơi mini game các chị yêu nhá. View cao thì em sẽ chơi mini game các chị yêu nhá. Và các chị cũng thông cảm cho em nhá. Em không phải là em thực sự là lúc nào em cũng muốn chơi game các chị yêu ạ. Lúc nào cũng muốn chơi game với các chị yêu luôn, nhưng mà view thực sự là cực kỳ là thấp luôn các chị yêu ạ. View mà cao em quẩy nhiệt tình với các chị luôn ạ, quẩy nhiệt tình luôn ạ. Và xin phép mọi người em sẽ chuyển sang bán hàng các chị yêu nhá. Em sẽ xin phép là chuyển sang bán hàng nhá. Xin phép em mọi
xin phép mọi người em chuyển sang bán hàng nhé. Và ai thích xem mẫu nào thì comment em cho xem nhé. Và mọi người hết sức thông cảm cho em nhé. Mọi người hết sức thông cảm với em, cũng rất là cảm ơn mọi người đã vào livestream của em nhé và kiên nhẫn chờ đợi view lên mọi người nhé. Em rất là cảm ơn mọi người ạ. Vâng nhá, xin mọi người thông cảm cho em nhá, mọi người thông cảm cho em ạ nhá. Mọi người hết sức thông cảm cho em nhá và xin phép mọi người là em quay sang bán hàng rồi nhá. Xin phép mọi người em quay sang bán hàng nhá và ai thích xem mẫu nào thì comment em cho xem mọi người nhá. Ai thích xem mẫu nào em comment em cho xem ạ. Và vừa nãy có chị hỏi ba lô mini được không ạ? Ba lô mini đấy các chị yêu nhá. Ba lô mini này em like luôn mẫu này nhá. Lê Anh Tuấn thông cảm cho mình nhá. Lê Anh Tuấn thông cảm cho mình ạ. Ba lô này 180k và miễn phí ship mọi người nhá. 180k và miễn phí ship và ba lô đinh mini hàng Quảng Châu mọi người nhá. Ba lô đinh mini hàng Quảng Châu. Bên trong của nó có ngăn phụ nhá bạn nhá. Bên trong của nó này có ngăn khóa phụ nhá. Bên trong có ngăn khóa phụ này. Chị Thu Nguyễn đợi em một chút nhá. Bên trong này có ngăn phụ nhá. Mọi người hết sức thông cảm cho em mọi người nhá. Hết sức thông cảm cho em ạ. Túi đỏ ở trên. Mẫu này 180k và miễn phí ship nhá. Và ai đặt hàng thì comment cho em ba lô mini kèm số điện thoại của em nhá. Ba lô mini kèm số điện thoại nhá. Boy rắn 350 miễn ship nhá. 350k và miễn phí ship ạ. Ba lô mini vào nhá. Ba lô mini đấy ạ. Ba lô đinh mini nhá mọi người nhá. Ba lô đinh mini này. Đinh hai bên mọi người nhá. Đinh này. Đinh gắn cực kỳ là nhiều luôn nhá. Vừa khoác vai vừa đeo chéo nhá. Thiết kế này vừa khoác vai vừa đeo chéo nhá. Vừa đeo chéo này. Mình vừa đeo chéo cho mọi người xem này ạ. Và vừa khoác vai nhá mọi người nhá. 180k và miễn phí ship này. 180k và miễn phí ship nhá. Và ai đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại nhá. Ai đặt hàng thì comment cho em ba lô mini kèm số điện thoại cho em nhá. Ba lô mini kèm số điện thoại. Túi đỏ ở trên nhá các chị nhá. Túi đỏ ở trên này. Túi đỏ đấy có HM và túi công sở này nhá. Túi công sở hoa hồng này. Túi công sở các chị yêu nhá. Túi công sở này size của nó cực kỳ là lớn nhá. Size của nó là size 32 các chị yêu nhá. Size 32 ạ. Bông hoa nhá. Đây có một phụ kiện mà bông hoa. Bông hoa cũng là một chiếc ví mọi người nhá. Bông hoa là một chiếc ví này. Bông hoa là một chiếc ví nhá. Cái túi màu đen có chi. Túi màu đen là cái này 330k và miễn phí ship mọi người nhá. 330k này. Chất da này rất là mềm luôn mọi người nhá. Rất là mềm luôn ạ. Bên trong này cực kỳ rộng rãi nhá. Cực kỳ là rộng rãi luôn ạ. Ngăn khóa giữa hai bên ngăn lớn mọi người nhá. Và hai bên này cực kỳ là nhiều ngăn phụ nhá. Cực kỳ là nhiều ngăn phụ luôn ạ. Rất là nhiều ngăn phụ nhá. Và có dây đeo chéo nhá. Dây đeo chéo này. Lót rất là dày mọi người nhá. Lót nâu và lót dày ạ. Còn ba lô bạn nhá. Còn ba lô ạ. Có chứ. Anh Cherry ơi, bạn hỏi cái nào ạ? Cho em xem cái túi màu đen. À cái này với ông bạn, cái này ạ? Cái này là Moschino. Túi Gucci 130k và miễn phí ship nhá. 130k và miễn phí ship. Túi đỏ này là 330k nhá, công sở nhá. Và ai lấy mẫu công sở này comment cho em là công sở. Công sở 330k kèm số điện thoại giúp em nhé. Có phải cái này không anh Cherry ơi? Cái này là bằng nhung nhá. Chất liệu của nó vải nhung này. Chất liệu vải nhung nhá. Vải nhung nhá. Cực kỳ là đẹp luôn nhá. Vải nhung này 140k và miễn phí ship nhá. 140k và miễn phí ship này. Dây đeo của nó cũng là bằng nhung nhá. Dây đeo của nó cũng là bằng nhung này. Dây đeo bằng nhung nhá. Dây đeo của nó bằng nhung nhá và giá của nó là 140k và miễn phí ship nhá. 100. Còn cái túi nào to hơn. Anh Cherry lấy thì để lại cho mình số điện thoại nhá. Lấy để lại cho mình số điện thoại nhá. 140k và miễn phí ship này. Và Gucci mọi người nhá, Gucci này chị nào vừa nãy hỏi Gucci 130k và miễn phí ship nhá. 130k và miễn phí ship này và ai đặt hàng thì comment cho em
Gu SIM 130k kèm số điện thoại cho em nhé. Chị ơi, cái mẫu đấy là to, size của nó là size lớn nhất rồi đấy ạ. Size của nó là size lớn nhất rồi đấy nhá. Còn màu đỏ thì chỉ có HM thôi chị ạ, có HM và hai mẫu này nhá, này là màu đỏ đấy nhá. Túi này là túi size cực kỳ là lớn rồi đấy các chị ạ. Túi này size cực kỳ là lớn rồi đấy ạ. 3HM nhá mọi người nhá. HM là chất liệu da sần nhá, và mẫu này là 420k và miễn phí ship nhá, và mẫu này là 330k và miễn phí ship nhá. Đằng sau có ngăn phụ mọi người nhá, đằng sau có ngăn phụ này. 330k nhá, và ai đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại nhá. HM hàng không sổ thẻ mọi người nhá, hàng không sổ thẻ. Có ví đựng tiền không? Ví đựng tiền em mới hết rồi chị ạ. Ví đựng tiền thì em mới hết rồi. Em chỉ còn cái ví, còn hai mẫu ví này thôi ạ. Gucci thì có màu đỏ bạn nhá, có màu đỏ, màu hồng nhá, còn màu đỏ và màu hồng ạ. Màu đen đỏ hồng nhá, đen đỏ hồng này 130k và miễn phí ship nhá. 130k và miễn phí ship ạ. Gucci còn màu hồng mà nhá, màu hồng và màu đỏ nhá, và ai đặt hàng Gucci thì để lại cho em số điện thoại nhá. Chị Thu Nguyên đợi em một chút nhá. Gucci này Trần Khánh Hà đặt thì để lại cho mình số điện thoại nhá. Gucci 130k và miễn phí ship nhá. Gucci nhá, cực kỳ là mềm luôn này, da cực kỳ là mềm luôn nhá. Và size của nó là size 22 nhá, size của hai nó là size 22 này. Và dây xích pha da mọi người nhá, dây xích pha da này. Khánh Hà đặt hàng thì để không muốn cho mình số điện thoại nhá, Gucci kèm số điện thoại nhá. Túi này Valentino nhá, Valentino này 280k và miễn phí ship nhá, 280k và miễn phí ship này, Valentino mọi người nhá, Valentino này. Màu đỏ và đen nhá, màu đỏ hôm qua thì mới có người đặt hàng rồi mọi người nhá. 280k và miễn phí ship nhá, 280k và miễn phí ship này. Hàng này bây giờ đang cháy hàng mọi người ạ. Nhập về cực kỳ là khó luôn. Nhập về tranh nhau đè nhau mới được có vài cái cho mọi người, đều cần có rất là nhiều người chốt này. Bây giờ em chỉ còn một chiếc màu đen mọi người nhá. Còn một chiếc màu đen thôi ạ. Ok Trần Khánh Hà nhá, chị Thu Nguyễn à. Chị Thu Nguyễn ơi, 200 cái này nhá. Hàng F1 cái chị nhá, hàng F1 ạ. Chất liệu của nó là da sần nhá, chất liệu là da sần này. Hàng full sổ thẻ các chị yêu nhá, hàng full sổ thẻ đấy ạ. Thẻ mát HM nhá, thẻ HM. Valentino thì còn màu đen thì bạn ạ, còn màu đỏ bên kho thì mình cũng chẳng nhớ là mình còn không nữa. Hàng này khó lấy lắm, bây giờ hàng này đang cháy mọi người ạ, là hàng này đang cháy ạ. Đợi em một chút nhá. Chị nào hỏi trước em là trước nhá. Chị Thu Nguyễn nhá, đây ạ, full sổ thẻ, phụ kiện của nó đây nhá, phụ kiện của nó nhá. Ổ khóa rồi dây đeo nhá. Và bên trong của nó này cực kỳ rộng rãi luôn nhá, size 30 này. Size 30 nhá. 420k và miễn phí ship nhá mọi người nhá, 420k miễn phí ship này. Chất liệu da sần nhá, và em còn hai màu mọi người nhá, hai màu đỏ và đen này, hai màu đỏ và đen nhá. Tặng Thiên Nhi ơi, tặng quà gì ạ? Miễn ship mọi người nhá, miễn ship ạ. Ship ở đâu em cũng miễn ship ạ, bất kể thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk hay là bất kể ở đâu em cũng đều miễn ship nhá. 130k và miễn phí ship Gucci nhá, Xuân Trần nhá. 130k và ai chốt mẫu HM này thì công cần cho em nó HM kèm số điện thoại cho em nhé. HM kèm màu kèm số điện thoại nhé. Đỏ và đen nhé các chị ơi nhé. Đỏ và đen. Mọi ship nhá, chị nào hỏi rồi ship. 130k mọi người nhá, 130k. Chị Hoa Anh Đào ơi,
Ship Cần Thơ, Cần Thơ chắc phải 4 5 ngày đấy ạ, tại vì vào trong đấy, vào trong miền trong rồi, em ở Hà Nội nhá, nên là 4 5 ngày là mới tới nơi nhá, các chị yêu nhá. Boy đá 350k miễn ship nhá. Mọi người Boy miễn ship, chị nào vừa hỏi hỏi Boy miễn ship nhá, hàng chuẩn F1 mọi người nhá, hàng chuẩn F1 này. Logo tem thẻ đầy đủ nhá, logo Chanel này. Hai bên chân quai cũng dập chữ Chanel mọi người nhá, hai bên chân quai này và tem thẻ đầy đủ mọi người nhá, logo tem thẻ đầy đủ nhá. Có size 20 và size 25 nhá. Size 25 330k và miễn phí ship mọi người nhá. Chất da thì cực kỳ là mềm luôn nhá. Chất da này cực kỳ là mềm luôn ạ. Rất là mềm luôn mọi người nhá. Em bấm tay này, cực kỳ là mềm luôn mọi người nhá. Hàng chuẩn F1 mọi người nhá, hàng chuẩn F1 này. Mọi người nhìn form dáng của nó nhá, cực kỳ là đẹp nhá mọi người nhá. Vuông vức này. Rất là đẹp luôn mọi người nhá. Dây xích đeo nhá mọi người nhá, dây xích pa da này. Mẫu này là 330k mọi người nhá, 330k và mẫu size 20 là 320k nhá mọi người nhá. Đều miễn phí ship mọi người nhá, đều miễn phí ship ạ. Và ai đặt hàng thì comment cho em Boy viền ship kèm size kèm số điện thoại cho em nhá. Boy viền ship kèm size kèm số điện thoại 320k size 20 và 330k size 25 rất nhiều nhá. Trần size nhỏ 320k nhá. Trang Trang Rally ơi, Boy đá nhá, Boy đá này hàng F1A nhá, đá 100% là đá thật nhá, đá 100% là đá thật và phụ kiện của nó là bằng đồng nhá, phụ kiện bằng đồng này. Rồi nhá anh Cherry nhá, rồi ạ. Trang Cherry nhá, Trang Cherry ạ, đang giới thiệu Boy đá cho Trang Cherry nhá, 100% là đá thật này, đá cực đính cực kỳ chắc chắn nhá, cho mọi người nhìn gần này. Đá đính chắc chắn không bong chóc nha mọi người nhá, đá đính chắc chắn này. Anh sẽ đi bạn inbox cho mình nhá, inbox cho mình địa chỉ để mình chốt đơn nhá. Bên trong mọi người nhá, bên trong này hàng F1A nhá, may thêm một ngăn phụ này, may thêm một ngăn khóa phụ nhá, bên trong này lại có thêm một ngăn phụ nữa nhá. Rất là nhiều ngăn phụ mọi người nhá. Bên trong này logo Chanel in ấn đầy đủ mọi người nhá. Logo Chanel in ấn đầy đủ này và hai bên chân quai cũng dập chữ Chanel mọi người nhá. Hàng chuẩn là có logo tem thẻ mọi người nhá, logo tem thẻ đầy đủ nhá. Mẫu này 350k và miễn phí ship mọi người nhá, 350k và miễn phí ship và ai đặt hàng thì comment cho em Boy đá 350 kèm số điện thoại giúp em nhá, dây xích nhá, dây xích này cực kỳ là dày dặn mọi người nhá, dây xích rất là dày dặn luôn, dây xích của nó nhá mọi người nhá, dây xích này bảo hành trọn đời luôn nhá, bảo hành trọn đời nhá, chỉ có cũ thôi chứ không bao giờ biết được cái dây xích này nhá mọi người nhá. Dây xích này có thể đeo, có cả nút tùy chỉnh mọi người nhá, có thể tùy chỉnh ngắn dài nhá. Đây là nút tùy chỉnh của nó mọi người nhá, tùy chỉnh này, ai lùn thì chỉnh ngắn mà ai cao thì chỉnh nó dài ra nhá. Nào 350k và miễn phí ship mọi người nhá, 350k và miễn phí ship này. Ai đặt hàng thì để lại trên số điện thoại mọi người nhá, ai đặt hàng thì để lại trên số điện thoại Boy ba Boy đá 350k kèm số điện thoại giúp em mọi người nhá, Boy đá này. Nào Valentino mọi người nhá, Valentino này em chỉ còn một màu đen thôi ạ. Một màu đen nhá, 280k và miễn phí ship nhá, 280k và miễn phí ship mọi người nhá. Size của nó là size 21 các chị em nhá, size 21 này. Chất liệu của nó thì bằng silicone nhá, cực kỳ là bền mọi người nhá, cực kỳ là bền luôn ạ. Bên trong này hai ngăn nhá, bên trong của nó hai ngăn này. Và dây đeo chéo của nó mọi người nhá, dây đeo chéo của nó đây ạ. Dây đeo chéo nhá. 280k và miễn phí ship nhá. Ai đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại nhá. Ai đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại nhá. Silicon mọi người nhá, silicon ạ. Và mẫu silicon này nhá mọi người nhá, mẫu silicon này. Silicon nhá, silicon đính kim cương mọi người nhá, silicon đính kim cương ạ.
màu đỏ và màu đen nhé, về màu đỏ và màu đen nhé mọi người nhé. Silicone này, bên trong của nó bên trong cũng có hai ngăn mọi người nhé. Cái này thì mọi người mua về dùng để đi chơi đi tiệc cũng được nhá. Đựng một chiếc điện thoại này, đựng một chiếc ví tiền nhỏ và son phấn các chị yêu nhé. Và kim cương này, đính này cực kỳ chắc chắn luôn mọi người nhé. Kim cương này đính rất là chắc chắn, không bong chóc mọi người nhé, không bong chóc ạ. Và hai màu mọi người nhé, có hai màu này, em có màu đỏ và màu đen nhé, về hai màu đỏ và đen nhé. Ai đặt hàng để lại cho em số điện thoại nhé, ai đặt hàng để lại cho em số điện thoại nhé. 200k và miễn phí ship mọi người nhé, 200k và miễn phí ship này. Uzi mọi người nhá, Uzi có cả mẫu Uzi ong này mọi người nhá, Uzi này có cả Uzi ong nhá, Uzi ong và Uzi chữ nhá. Cho xem bên trong nhá, cực kỳ là rẻ luôn mọi người, chỉ 130k mà lại còn biết cả phí ship nữa, tính ra thì thành ra nó chỉ có vào 100.000 thôi mọi người ạ. Bên trong của nó nhá, bên trong này có một ngăn phụ nhá, bên trong có một ngăn phụ này. Lót xám nhá, lót xám nhá, chất da thì cực kỳ là mềm luôn nhá. Chất da này rất là mềm luôn nhá mọi người nhá, chất da này rất là mềm luôn ạ. Trần trái tim nhá, trần chỉ này mọi người nhá, trần chỉ này cực kỳ là đẹp luôn nhá, trần chỉ này. 130k và miễn phí ship mọi người nhá, 130k và miễn phí ship này. Và ai đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại mọi người nhá. Ai đặt hàng thì comment cho em Gucci kèm màu kèm số điện thoại nhá, màu đỏ, màu đen và màu hồng nhá. Đỏ, đen và hồng ạ. Nào Uzi ong mọi người nhá, Uzi ong này, Uzi ong nhá, chất da này rất là bóng và mịn mọi người nhá, chất da này cực kỳ là bóng là mịn nhá mọi người nhá. Và có đính thêm cả đá mọi người nhá, đính thêm cả đá kim cương nhá. Uzi ong này có con ong mọi người nhá, phụ kiện có thêm con ong này. Mẫu này chỉ có 140k và miễn phí ship mọi người nhá, 140k này. Bên trong lót đỏ nhá và có một ngăn phụ này, bên trong lót đỏ và có một ngăn phụ nhá. Chất da thì cực kỳ là mịn mọi người nhá. Form dáng này mọi người nhìn form dáng của nó nhá, rất là đẹp luôn nhá, rất là đẹp luôn ạ. Dây xích rất là dày mọi người nhá, dây xích này rất là dày luôn nhá, dây xích nhá, dây xích mạ đồng này cực kỳ là đẹp luôn nhá. 140k và miễn phí ship mọi người nhá, 140k. Uzi mọi người nhá, Uzi này là 130k nhá, Uzi 130k và Uzi này là 140k nhá. Và ai đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại nhá, ai đặt hàng thì comment cho em Uzi ong kèm số điện thoại nhé. Xuân Trần chốt Uzi thì để lại cho mình số điện thoại nhé. Giá cực kỳ là rẻ luôn mà túi thì rất là đẹp luôn nhé. Nào mọi người ơi, ví nhá, ví này em còn hai chiếc ví màu đỏ này nhá, em còn hai chiếc ví màu đỏ này, hàng Quảng Châu các chị yêu nhá, hàng Quảng Châu này, chất da này cực kỳ là mềm luôn mọi người nhá, chất da này cực kỳ là mềm luôn mọi người nhá, và da sần nhá, da sần này rất là mềm luôn ạ. Còn hai chiếc này nhá, em seal nốt mọi người nhá, seal nốt này, bên trong của nó nhá, hai ngăn này, bên trong có hai ngăn nhá, một dây đeo chéo và một dây cầm tay nhá, một dây đeo chéo và một dây cầm tay này. 110k và miễn phí ship mẫu này mọi người nhá, 110k và miễn phí ship này. Miễn phí ship mọi người nhá, ai đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại mọi người nhá. Hai mẫu màu đỏ nhá, và size của nó là size 22 các chị yêu nhá, size 22 nhá. Em ở Hà Nội nhá, chị Kenny Trần nhá. Em ở Hà Nội chị nhá. Nào ai đặt hàng để lại cho em số điện thoại nhá, 110k và miễn phí ship này. 110k và miễn phí ship nhá, miễn phí ship ạ. Các chị mua ở shop khác người ta nói 99k mà người ta lại còn cộng thêm cả ship 30k nữa thì thành ra 130k các chị ơi nhá. Chị em ở Phú Xuyên Hà Nội chị nhớ, em ở Phú Xuyên Hà Nội ạ. Chị lấy địa chỉ của em làm gì ạ chị? Chị lấy địa chỉ thì chị inbox cho em nhá, lấy địa chỉ thì inbox cho em ạ. Ok Xuân Trần nhá, Xuân Trần ơi bạn lấy màu gì ạ? Đen, đỏ hoặc hồng ạ?
Nào, ai thích mẫu nào thì comment lên em cho xem nhé. Chị nào muốn chốt đơn nhanh thì inbox cho em nhé các chị yêu nhé. Chị nào mà muốn chốt đơn nhanh thì inbox địa chỉ cho em nhé. Inbox địa chỉ để chiều nay em ship hàng để mọi người nhanh được nhận được hàng nhé mọi người nhé. Nào, ví mọi người nhớ, ví này em còn hai chiếc duy nhất mọi người nhớ, còn hai chiếc màu đỏ duy nhất này, ai chốt cho em thì để lại trên comment cho em ví 110k mọi người nhớ. Ví 110k và miễn cả phí ship mọi người nhớ, 110k và miễn phí ship, và ai đặt hàng để lại cho em số điện thoại các chị yêu nhớ. Ai đặt hàng để lại cho em số điện thoại nhé. Ok, Xuân Trần nhé. Và các chị để lại số điện thoại thì lưu ý em gọi điện thì mọi người nhấc máy giúp em nhé. Nào, UC, DO mọi người nhá, DO này, DO hàng rẻ nhá, DO này. DO mọi người nhá, DO đinh này, DO đinh nhá, 130k và miễn phí ship này mọi người nhá. 130k và miễn phí ship này, bên trong có một ngăn phụ nhá, bên trong có một ngăn phụ này. Và dây đeo của nó mọi người nhá, dây đeo của nó là dây da đan xích nhá, dây da đan xích này. 130k và miễn phí ship mẫu này mọi người nhá. DO này, DO nhá, DO 130k này, UC 130k nhá. Và ai đặt hàng để lại cho em số điện thoại mọi người nhá, ai đặt hàng để lại trên số điện thoại nhá, chỉ 130k mà miễn cả phí ship mọi người nhá, miễn cả phí ship mọi người nhá. DO đính đinh này, DO đinh nhá. Chị Nhi Thiên ơi, cái này á, 110k và miễn phí ship thì nhá, 110k và miễn phí ship à. Chất da thì cực kỳ là mềm luôn nhá. Con chó. Con chó con. Con chó con. Cái mình đang đeo cũng là màu đen Xuân Trần nhá, cái mình đang đeo cũng là màu đen nhá. Màu đen nhá, đây ạ. 140k và miễn phí ship mẫu này nhá. 140k này và mẫu này thì là 130k nhá. Mẫu này là 130k này và mẫu này là hơn có 10.000 thôi mà mọi người nhìn này, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Rất là đẹp luôn nhá. Và ai Xuân Trần có đổi mẫu thì đổi luôn nhá. Không gửi hàng đi rồi là không đổi được đâu nhá. 140k này và 130k nhá. Uxi này đều là màu đen và đính rất là nhiều đá kim cương nhá. Chị Thiên Nhi, cái này nhá, cái này 110k và miễn phí ship nhá. 110k và miễn phí ship này. Cái này thì mình dùng dân dã thôi, mình đi chùa hoặc là đi chợ đi các cái chỗ nào mà bình thường thôi. Còn mình mua thêm một chiếc túi đẹp thì để mình đi tiệc nhá. 110k miễn phí ship nhá. 110k và miễn phí ship ạ. Ví cầm tay thì em hết rồi, em hết hàng rồi, em chỉ còn cái ví cầm tay này. Cái này là ví này thì vừa cầm tay vừa đeo chéo nhá. Ví này thì vừa cầm tay vừa đeo chéo này, ví vơ sạc nhá mọi người nhá. Ví vơ sạc này em chỉ còn một chiếc này thôi nhá. Đây ạ, vơ sạc in ấn đầy đủ mọi người nhá, vơ sạc in ấn đầy đủ này. Và bên trong nhá, dây xích của nó nhá, dây xích của nó nhá. Dây đeo chéo mọi người nhá, dây đeo chéo của nó đây ạ. Bên trong mọi người nhá, bên trong này cực kỳ nhiều ngăn nhá, bên trong cực kỳ là nhiều ngăn nhá. Rất là nhiều ngăn luôn mọi người nhá. Mẫu này em sale mọi người nhá, mẫu này còn một chiếc màu xanh duy nhất nhá, 230k, em sale còn 190k nhá. 190k và miễn phí ship mọi người nhá, 190k và miễn phí ship này. Size 25 mọi người nhá, size 25 nhá, nó bị chột màu, còn một màu xanh lá thì em sale mọi người nhá. 230k sale còn 190k và miễn phí ship nhá. Và ai đặt hàng thì lại cho em số điện thoại nhá. Xuân Trần ơi, lấy UC ong hay là UC chữ bạn ơi, UC này hay là UC ong ạ? Đây nhá, hai mẫu UC nhá, hai mẫu UC đã. Hai cái thì đều là màu đen nhá, hai cái thì đều là màu đen nhá. Và lấy mẫu có chữ này hay là mẫu có ong. Xuân Trần ơi, bạn inbox cho mình nhá, Xuân Trần nhá, bạn inbox cho mình nhá, inbox cho mình để cho mình
Chốt đơn cho nhanh nhé. Đây nhé, hai mẫu Wuxi này bác đặt hàng để lại cho em số điện thoại nhé. Wuxi này, Wuxi 130k và Wuxi này là 140k và đều miễn phí ship mọi người nhé, đều miễn phí ship ạ. Dio mới nhá, Dio này 130k miễn phí ship nhá, 130k này. Dio đinh đen mọi người nhá, à Dio đính đinh nhá, đinh vàng nhá. 130k và miễn phí ship này, và Moschino mọi người nhá, Moschino này 140k và miễn phí ship nhá, 140k và miễn phí ship. Và ai đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại mọi người nhá, ai đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại. Nào Leo Lady mọi người nhá, Leo Lady ạ. Và ai thích xem mẫu nào thì comment cho em xem mọi người nhá. Ai thích mẫu nào thì comment cho em, rất là nhiều mẫu channel rồi công sở rồi các chị yêu nhá. Leo Lady các chị yêu nhá, Leo Lady 3 ô này, màu đỏ đô và màu đen nhá, đỏ đô và màu đen này. Cực kỳ đẹp luôn các chị yêu nhá, cực kỳ là đẹp luôn ạ. 140k và miễn phí ship mẫu Leo Lady này mọi người nhá, 140k và miễn phí ship này. Ai đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại nhá, có dây đeo chéo mọi người nhá. Vừa cầm tay vừa đeo chéo này, vừa cầm tay vừa đeo chéo nhá, rất là đẹp luôn nhá. Dây đeo chéo của nó mọi người nhá, dây đeo chéo của nó đẹp, màu đỏ và màu đen nhá, màu đỏ và màu đen nhá, đỏ và đen nhá. 140k và miễn phí ship nhá, và ai đặt hàng để lại cho em số điện thoại mọi người nhá. Form dáng nhá mọi người nhá, rất là căng phồng nhá, rất là căng phồng này, vuông vức nhá, rất là đẹp luôn nhá. Dio Lady 3 ô mọi người nhá, hàng Việt Nam xuất khẩu mọi người nhá, hàng Việt Nam xuất khẩu này. 140k và miễn phí ship nhá, 140k và miễn phí ship nhá. Nào có chị ơi, còn ai thích xem mẫu nào không ạ? Còn ai thích xem mẫu nào không ạ? Còn ai có chị nào hỏi coi, coi rắn em quên em cũng không like đấy. Nào boy rắn các chị yêu nhá, boy rắn này, boy rắn hàng chuẩn F1A các chị yêu nhá, hàng chuẩn F1A này, hàng cực kỳ đẹp luôn, hàng F1M không kém gì super luôn mọi người nhá. Phụ kiện này hoàn toàn bằng đồng nhá, phụ kiện này hoàn toàn bằng đồng nhá. Dây xích đeo của nó này, dây đeo bảng lớn các chị yêu nhá, dây đeo bảng lớn này, có nút tùy chỉnh nhá, tùy chỉnh ngắn dài mọi người nhá. Kìa đẹp luôn nhá, 350.000 và miễn phí ship mọi người nhá, 350.000 và miễn phí ship này. Boy viền xích các chị yêu nhá, boy rắn viền xích này, phụ kiện hoàn toàn bằng đồng nhá, phụ kiện hoàn toàn là bằng đồng nhá. Màu đỏ và đen mọi người nhá, có màu đỏ và màu đen nhá, bên trong của nó mọi người nhá, cho mọi người xem bên trong nhá. Bên trong mọi người nhá, rất là nhiều ngăn phụ mọi người nhá, bên trong này cực kỳ là nhiều ngăn phụ nhá. Thì con ba trăm năm mươi k và miễn phí ship nha mọi người nhá, voi rắn này, voi rắn size 25 nhá, 25 nhá. Và ai đặt hàng thì comment cho em voi rắn 350 kèm số điện thoại cho em nhá. Ví thì mình còn mấy mẫu ví này thôi mọi người nhá, ví bản lớn nhá, ví bản lớn nhá, ngân đô nhá, đây ạ, ví nhá. Và em đang còn một chiếc ví nhá, ví này nhá, ví size lớn nhá, ví vơ sạc này, size 25 nhá, size 25 này, sale nhá, mẫu này em sale nhá, 230k em sale còn 190k và miễn phí ship nhá, 190k và miễn phí ship này. Và vơ sạc in ấn đầy đủ nhá, vơ sạc in ấn đầy đủ này, và bên trong nhá, rất là nhiều ngăn mọi người nhá, bên trong này cực kỳ là nhiều ngăn luôn nhá. Mẫu này 190k và miễn phí ship, size của nó size 25 nhé, và có cả dây đeo chéo nhé, có cả dây đeo chéo mọi người nhé, dây đeo chéo của nó mọi người nhé. Đây. Một trăm chín mươi k và miễn phí ship nhé, và ai đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại nhé. Còn màu bạn là vào bảng màu nhá, toàn vào còn vào tường của mình xem bảng màu nhá, có cả một màu tím hay sao á. Cái này thì nó hơi bị trộn màu nên là mình sale nhá, nó hơi bị trộn màu một chút nhá. Cái này là 190k và miễn phí ship nhá, vô sản nhá. Và ví thì em còn hai mẫu ví này nhá mọi người nhá, ai chốt nốt cho em thì để lại cho em số điện thoại nhá. Và 110k và miễn phí ship mẫu này nhá, 110k và miễn phí ship này. Chất da thì cực kỳ là mềm nhá các chị yêu nhá, chất da cực kỳ là mềm luôn này. Bên trong nhá,
Bên trong của nó các chị yêu nhá, hai ngăn này, bên trong hai ngăn nhá. Cái này thì dùng dân dã các chị yêu nhá, cái này thì dùng dân dã nhá, mình có thể đi chơi, đi chùa nhá, đi đi chợ, đi các chỗ nào mà bình dân các chị yêu nhá. Cái này thì 110k và miễn phí ship nhá, 110k và miễn phí ship này. Em còn hai chiếc màu đỏ, hai kiểu khác nhau nhá, và ai chốt thì đơn thì ai chốt thì để lại cho em số điện thoại nhá, ví 110k kèm số điện thoại. Chất da rất là mềm các chị yêu nhá, chất da thì cực kỳ là mềm luôn nhá. Và các chị ai đặt hàng mẫu nào thì inbox cho em nhé, inbox trực tiếp cho em nhé. Còn bây giờ thì em sẽ kết thúc livestream mọi người nhé. Bên em thì có rất là nhiều mẫu Chanel rồi là túi công sở nhé, và ai có nhu cầu đặt các mẫu nào thì là inbox trực tiếp cho em nhé. Và bây giờ thì em sẽ kết thúc livestream và tạm biệt mọi người, và hẹn gặp mọi người vào buổi livestream gần nhất nhé.